Để mà nói là cái con Orange nào mà xứng đáng để các bạn lựa chọn thì mình khẳng định với các bạn đây là một trong những cái option mà phải nói là đẳng cấp luôn. Tại vì sao? Chúng ta có một cái con đồng hồ với cái thiết kế cả day và date, và cái thiết kế đặt cái ô lịch thứ nằm ở góc 12 giờ á, nó được nằm trên rất nhiều cái sản phẩm cao cấp của những thương hiệu rất lớn như là Rolex hay là cả Patek Philippe cũng có những cái thiết kế như thế này. Và Orange họ nắm bắt được cái người dùng á, và họ tạo ra một cái ô lịch nhìn rất hay. Và ô lịch nằm ngay góc 12 giờ kèm theo một bộ kim, anh em có thể gọi là kim nung xanh, gọi là nung xanh thôi nhưng mà không phải, tại vì nó là sơn thôi chứ nung xanh thì nó đắt tiền lắm. Thì đây là một cái bộ kim phải nói là nó làm rất nổi bật. Anh em thường thấy sự kết hợp này, nó nằm trên một con đồng hồ mặt trắng và một bộ kim xanh, nó tạo nên một cái điều gì đó cổ điển mà cũng rất là khỏe khoắn hiện đại. Thì loanh quanh khoảng 4 củ 8 anh em có một cái con đồng hồ đến từ một cái thương hiệu lớn, một cái dòng đồng hồ vô cùng thời trang với chất lượng khỏi phải bàn cãi. Thì anh em có đánh giá như thế nào về một con đồng hồ như thế này? Và mình là Thương Trần, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Trong này nhiều người tìm phết đó nha, kể cả mấy con dây thép á, nhưng mà dây thép thì hơi hiếm. Xin chào và hẹn gặp lại.